Hello, hôm nay mình sẽ làm một con tướng vừa mới bị giảm sức mạnh. Cái lý do nó bị giảm sức mạnh là do đợt rồi cái đồ mới của dành cho sát thủ với lại đấu sĩ mà có thiên hướng về sát thủ thì nó bá quá, nên thành ra con Proxima này cái đam của nó tầm giữa game sốc đam ác quá nên Proxima đã bị giảm sức mạnh một chút. Cụ thể là cái chiêu một của Proxima thì đánh cái đòn đánh thường đặc biệt á, các bạn thấy cái vòng nó lớn không? Đó thì cái đòn đánh thường đặc biệt đó bị giảm đam. Thì thật ra thì giảm thì vẫn là giảm, thì nói chung là nó sẽ giảm độ bá thôi, nhưng mà con Proxima này vẫn là một con tướng mà theo như mình đánh giá là đáng chơi. Tại vì ở khía cạnh của mình thấy Proxima thì vẫn khỏe nếu là các bạn dùng cái build đồ mới. Còn nếu mà Proxima mà đánh theo build đồ cũ á, thì cái build đồ mà chưa có khi mà người ta chưa có những cái build đồ mới thì mình nói thật sự thì nó cũng hơi đuối, nhưng mà ở cái build đồ mới thì Proxima đánh rất là khỏe nha, nên thành ra cho dù có giảm đi chăng nữa thì cũng giúp cho các bạn được chơi lại, chứ không có dù mà bá quá nhiều khi ban cũng không giống như Mysterio này kia cũng cực. Ủa sao đó làm gì vậy, đồ game hổ báo hết. Nên thành ra ở cái vấn đề mà Proxima bị giảm sức mạnh thì theo mình nghĩ thì nó cũng không hẳn là được bị bỏ rơi hay bị bỏ quên gì đâu, các bạn cứ chơi đi, tại vì con này á, tầm khoảng hai ba đồ đánh vẫn ổn lắm. Đầu game thì Proxima farm hơi chậm, được cái thì Proxima cơ động, nên thành ra những đối với những con tướng mà có khả năng cơ động á, các bạn farm hai bùa rồi các bạn coi có tình hình như thế nào ở các lane nào cần hỗ trợ hay là solo với nhau mà đang có dần có kết quả sẽ bên nào thắng ấy thì các bạn tới các bạn phụ luôn, chứ các bạn đừng cố gắng farm sáu quái nha. Đối với một con tướng cơ động mà farm sáu quái thì nó không có được hết tất cả các chức tướng đâu, nó không có gọi là khai thác được hết tất cả các chức tướng đâu. Nên ở cái vấn đề mà đánh Proxima thì đầu game các bạn farm rồi các bạn cố gắng các bạn gank cho team, tại vì nếu như mà các bạn không gank cho team thì các bạn sẽ khiến team rất dễ bị thọt hoặc là bị gank bất ngờ. Như trận này các bạn thấy là bên kia có con Beast, thì con Beast thì các bạn biết là khả năng gank của Beast rất là cao, tại vì Beast mà lao rồi chỉ có khi nào chạm mục tiêu Beast Beast mới dừng thôi, nên thành ra nếu mà các bạn được thì các bạn farm hai bùa xong rồi các bạn được các bạn gank. Gank thì không có nghĩa là các bạn gank là các bạn phải giết, mà các bạn gank thì các bạn kia rỉa máu đối phương để cho đồng đội của mình có được cái lợi thế trong những pha solo lane thôi. Rồi sau đó các bạn đi farm tiếp, các bạn quay về các bạn farm quái nhỏ này kia, rồi sau đó các bạn tối ưu ở cái vấn đề là lên được level 4 càng sớm càng tốt. Đó đó là cái chúng rồi. Ok, Salo đánh đầu game này kiểu này hổ báo quá, mà Salo đánh hổ báo thì mình lại thích nha. Tại vì Star-Lord cần phải có một lượng đồ mới khỏe được. Còn kiểu này thì Star-Lord đánh kiểu này rất dễ bị thọt nha. Rồi quay trở lại Proxima. Proxima là một con tướng mà các bạn thấy rất là cơ động, nên thành ra như các con tướng như là Deadpool nè, Emma nè, hay là Spider-Man nè, thì các bạn cứ gank cho phụ team. Mình không lên cái lên top được, tại vì thứ nhất á, là Proxima bị Falcon khắc nên thành ra mình né ở cái vấn đề mà đi gank ở cái lane top, rồi sau đó chừng nào mình hắc được vàng rồi mình tính sau. Còn nếu mà giờ mình lên mình gank Falcon là khả năng là mình rất dễ bị giết ngược đấy, thì mình biết vậy mình né thôi. Rồi còn cái vấn đề mà khi mà các bạn gank được cho team rồi mà con báo ra các bạn có chết các bạn cũng phải cố nha. Mình còn nhắc các bạn rất nhiều trong các video này, nhưng mà mình gặp nhiều bạn thì đánh thì vẫn bỏ báo như thường, người cái chuyện cái đầu điều đó thì không nên cho lắm. Bản thân mình thì rất ít đi rừng, thật sự để mà nói thì mình rất là ít đi rừng, nhưng mà mình vẫn đánh khi mà có con báo, cho dù mình không có xanh hay là mình tiền mình không được nhất team, mình vẫn phải lăn cho bằng được con báo. Do vấn đề mà ít đi rừng quá nhiều khi mình hay bị chân trị, mà các bạn thấy nó bị hụt á, tại vì không có đi rừng thường. Mình đa số là mình đi lên mid với lên top là nhiều. Đi rừng thì cũng có nhưng mà thật ra cũng không có nhiều như là các lane mà mình nói. Còn tướng thì vẫn chơi được thôi. Đánh về cơ bản thì mình vẫn đánh được.
Ngon à. Nếu mà nói về đánh mà gọi là bất cứ ở, nghĩa là khi mà mình đánh một con nào mà mình nói best thì mình thực sự mình không có best con nào, mình không có best con nào hết. À, mình chỉ có đánh mỗi con được 6-7 điểm thôi. Còn những bạn best là những bạn mà đánh gần như xuyên suốt những con tướng đó thì mấy người đó thì mình không đánh không lại. Về cái độ nhuyễn thì mình sẽ không bằng những người đó, nhất là những cái bạn top á, đánh rất là tốt. Còn về chơi hay là giới thiệu kỹ năng con tướng thì mình đánh được thôi. Còn nếu mà nói đánh gọi là nhuyễn quá thì chưa. Hiện giờ thì chưa nhuyễn. Như con Roshima này mày đâu phải là một con tướng mình đánh nhuyễn đâu. Con Roshima này chỉ gọi là mình biết đánh thôi. Và thường thường thì các bạn đánh những con tướng thì các bạn hay tập lối đánh của những top, của những pro về những con tướng đó. Mình thiệt sự thì theo cái ý kiến của mình thôi là không nên. Tại vì khi mà các bạn cố gắng các bạn đánh theo cái lối đánh của một người đánh top từ con đó thì các bạn phải đánh theo phong cách của người đó, và cái phong cách đó nhiều khi là các bạn chưa có quen cái phong cách đó nữa. Cái đó cái nhất. Cái thứ hai nữa là người ta phải đánh quen rồi thì người ta mới đánh được như vậy. Còn nếu như mà các bạn cố gắng mà các bạn đánh theo phong cách đó thì những cái trận các bạn đánh sẽ rất dễ bị feed. Nên thành ra mình đưa ra những cái cách đánh của những con tướng. Thực ra những con tướng đó mình không hề best, nên thành ra mình đánh theo lối đánh thường thường. Tất cả các con tướng bạn thấy á, là mình đánh theo lối đánh an toàn, và cái lối đánh là theo nó theo cái chiến thuật. Nên thành ra các bạn thấy những cái kênh của mình nó không có đánh nó cái nghĩa là mình cảm thấy những cái kênh của mình nó không có những highlight hay những pha combat liên tục như những cái kênh khác. Nhưng mà cái kênh của mình á, thì hướng dẫn cho các bạn đánh tập chơi nó đỡ bị team la hơn. Cái đó là cái sự thật. Còn nếu mà nói về đánh mà vui hơn hay là đánh bắt mắt hơn thì chắc mình không bằng những cái kênh khác đâu. Mình đánh theo cái lối đánh là nó hơi thực dụng một chút. Có nghĩa là không xanh cũng được, nhưng mà phải phải làm cách nào đó đánh cho team giành chiến thắng. Thì cái mình thiên, nói chung là cái mình hay đẻ ra cái câu là lối đánh diều team á, thì đó là cái lối đánh mà mình thường hay dùng nhất. Tại sao mình nói vậy thì tại vì có mấy bạn bạn cũng khuyên mình là thôi anh cứ làm theo cái cách mà nó vui vẻ hơn giống như mấy cái kênh khác này kia. Nhưng mà thật ra thì trước giờ mình có một cái thói quen là mình không có đi theo một cái lối của bất cứ một ai hết. Mình đánh theo một cái lối riêng, hoặc là mình sẽ tự nghĩ ra một cái lối riêng cho mình để mình tạo nên cái mà khi mà người ta nhắc đến là kênh của thằng B-Roy này là cứ đánh theo kiểu này. Còn mình không có đánh theo nghĩa là mình không có học theo cái cách đánh của bất cứ một ai cả. Mình sẽ đẻ ra một cái cách đánh của riêng mình, là để mà nó tạo cho mình mọi người biết là đó là cách đánh của thằng B-Roy. Đó đó là cái giải đáp thắc mắc bữa giờ thì cũng có mấy bạn hỏi mình. Tại vì mình đánh á, thường thường các bạn để ý như trận này nè, mình đánh Proxima nè. Mình không có tham gia hay ăn mạng hay tạo những cái pha highlight nhiều, nhưng mà mình lúc nào cũng tập trung vô những cái mục tiêu để mà giúp team có được nhiều vàng hơn, đẩy lên để mà khi team comeback mà có thua á, thì câu được thời gian cho team hồi sinh để mà comeback lại. Chứ mình không tham gia quá nhiều vào giao tranh. Và trong những cái thời điểm mà mình có đánh thì mình vẫn theo dõi. Ví dụ như con bắt đó mình cảm thấy mình đánh được thì ok, mình sẽ lao vô mình đánh. Nói vậy thôi. Thì khi mà các bạn đánh vậy á, thì không chỉ mình các bạn xanh mà team các bạn cũng xanh nữa. Tại vì khi mà một mình các bạn có nhiều tiền á thì các bạn phải đánh gánh cho team. Nếu dù mà team mà có những trường hợp mà đánh nó không có được tốt thì các bạn phải gánh. Nhưng mà nếu mà các bạn làm như vậy á thì các bạn đánh sẽ rất bị mệt. Tại vì nếu mà các bạn đánh mệt á thì các bạn gánh team, mà các bạn biết rồi, các bạn gánh team thì chừng nào các bạn gánh thì các bạn đánh xong các bạn cảm giác rất là mệt. Nhưng mà nếu mà các bạn dìu team á, để team cùng xanh á, thì có nhiều khi các bạn không MVP đâu, nhưng mà team lại con bắt có những cái lượng vàng lượng đam lớn thì bạn đánh nó sẽ khỏe hơn, bạn sẽ không cần phải quá tốn quá nhiều sức nữa.
dụ chừng còn những trường hợp mà team bị ảo tưởng quá dẫn đến cái vấn đề là bị bật lại combat và dẫn đến thua, cái trường hợp đó thì buộc chịu rồi. Nhưng mà cái cách mình đánh thì đó là cái cách đánh solo của mình trước giờ và mình thấy nó hiệu quả. Mình thấy nó rất là hiệu quả. Tại vì cái cách đánh đó thì giúp mình có, thật ra thì tiêu ti cao thì cũng không 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 bằng nhiều người đâu. Nhưng mà mình nếu một người đánh nhiều con như mình thì cái tiêu ti đó thì nó vẫn ổn, và mình đánh trong cái kênh của mình thì nó cũng chỉ là thiên về solo chứ mình không không có bốt về cái vấn đề là đánh team. Thực ra thì mình đánh team vẫn đánh thường, mình đánh team vẫn là đánh thường, nhưng mà mình không boost boost những cái đó lên, tại vì khi mà mình boost những cái đó lên các bạn sẽ không hiểu được cái chất tướng, chỉ có khi nào đánh solo thì các bạn mới hiểu được chất tướng thôi. Đó là cái lý do tại sao mà mình giải đáp cho các bạn những cái vấn đề mà đợt rồi thì các bạn có hỏi mình. Rồi quay trở lại con Proxima này, Proxima này các bạn vẫn dùng lõi xanh lá cây nha. Có một cái đặc điểm nữa là ở cái lõi số 3, là cái lõi phụ số 3, là cái lõi dưới bên tay phải á, là các bạn dùng cái lõi cam. Cái lõi đó sẽ giúp cho cái bùa đỏ và bùa xanh của các bạn tồn tại nó lâu hơn. Rồi cái lõi bên trái ở dưới á, thì các bạn dùng cái lõi xanh lá cây. Nó khác với lại một vài các bạn khác, thì cái lõi màu xanh lá cây đó thì khi các bạn hạ hoặc phụ á, thì nó sẽ hồi máu lại được cho các bạn. Thì con Roshima các bạn biết mà, đầu game nó đánh nó gank khỏe thôi, nhưng mà dứt điểm hay giết thì nó phải tầm giữa game. Còn cái vấn đề late game thì Roshima đánh nó hơi bị đuối, nên thành ra mình mới dùng cái lõi đó để mà Roshima hồi được một lượng máu nhất định để mà còn tái giao tranh được. Cái con Roshima thì ở giai đoạn late game á, thì các bạn nhớ một điều là các bạn không đánh theo kiểu combat nhiều quá, mà các bạn đánh theo kiểu kiểm soát, là các bạn đẩy cái lường lane nó cao lên, rồi sau đó các bạn chia đội hình ra để mà các bạn bắt lẻ. Đó đó là cái cách duy nhất mà các bạn đánh Roshima ở giai đoạn cuối game. Còn nếu như mà các bạn đánh ở giai đoạn late game mà các bạn vẫn cố gắng comeback á, thì Roshima là ở giai đoạn late game nó hơi đuối, xạ thủ nó bắn chừng khoảng 2, 3 hoặc 4 bắn là các bạn đi rồi, máu khá mỏng tại vì full dam mà, full dam thì phải chịu thôi. Con Roshima vẫn còn một cái ưu điểm ở giai đoạn late game mà ít ai chú ý tới, đó là các bạn đảo đường và đẩy lính. Đó là cái cách duy nhất để mà các bạn chia cắt đội hình của team ra. Còn giai đoạn đầu game các bạn xanh giống như hồi nãy trong cái vid này mình là của mình nè, thì dễ rồi, lúc đó thì quá dễ rồi, các bạn cứ thế mà các bạn thoải mái cầm bắt thôi. Còn về đồ á, thì Roshima mà đánh nói chung Roshima mình đánh ba build đồ luôn. Đây là một trong những cái build đồ của Roshima. Cái rồi cái có cái khác biệt đó là cái đao chiến thắng á. Tại sao mình lên cái đao chiến thắng? Tại vì các bạn biết mà, đánh tay thì hút máu nhờ đao chiến thắng, thì thêm cái sát thương và cái chí mạng nữa thì hút máu nó sẽ nhiều hơn. Thì mình lên cái đó, thứ nhất là nó có chí mạng nè, thứ hai nó có hút máu nè, Roshima tái giao tranh lại được, hoặc là chỉ cần mất khoảng nửa cây Roshima đi đảo đường để mà đẩy lên là ok. Rồi lúc đó cũng vừa tầm cái lúc mà Trần Roshima farm chừng 2-3 đợt là hồi máu được rồi. Đó đó là lý do mình sao mình lên cái đao chiến thắng, là để cho Roshima có được cái khả năng mà không cần phải về, mà là tái giao tranh hoặc là đi đẩy lên cho nó dễ hơn. Chứ mỗi lần các bạn về các bạn lên lại nó sẽ rất là mất công. Đây không phải cái trong cái trận đấu này thì không phải là cái build đồ mình thường hay dùng. Mình sẽ dùng một cái build đồ mà gần như trận nào mình sẽ dùng, mình sẽ để ở dưới cho bạn coi cho nó dễ, các bạn dễ hình dung. Đó đó là những đồ mà mình khi mình đánh Roshima mình hay rất là lên. Còn Roshima còn đáng chơi hay không đó, thì mình bảo đảm với các bạn Roshima vẫn đáng chơi, nhưng mà là một con tướng rất là khó thuần, nên các bạn cần phải có thời gian tập luyện đánh ra vào chứ không phải đánh theo kiểu mà truy sát. Đó đó là cái chia sẻ của mình về con Proxima. Cho dù giảm sức mạnh thì các bạn vẫn đáng để các bạn tập và đánh nhuyễn con này. Đánh nhuyễn con này cũng rất là thú vị. Cảm ơn các bạn đã coi clip lần này. Hẹn gặp lại clip lần sau. Bye bye. Nice assist. Rampage.